Đấy, xe đồ gỗ của thủ tá chúng tôi đang đang lùi lùi lên. Ái dạ, ái dạ, ái dạ, ái dạ, ái dạ, không lên được rồi. Không lên được rồi. Không, không. Anh Hồng đây, chân núi và về đây. Đang xe xuôi lên sân nha, anh khả năng chưa chắc lên là đấy, xỉ khói đen. À, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Vâng. Rồi, đấy, trên màn hình quý vị đây là anh Bác Hồng đây, chủ nhà đây, chủ nhân của chiếc sập VIP này đây, Đục Ngũ Phúc Cà Nho đây. Và đúng là anh Hồng ở xã này, xã gì anh nhỉ? Xã Minh Quang, huyện Ba Vì đây, thôn Liên Bung. Và rất chi là đẹp. Đấy, xa khoảng thế thôi rồi. Đấy. Đây, quý vị chiêm ngưỡng cái. À, cả cái xe là vừa, không quá đâu. Không quá lắm, khả năng là vừa. Tổng đường mất được giảm 2 phân. Do cái tổng đường được mất 2 phân. Không, cái kênh hoãn được. Mà nếu không chạy đúng thì kênh hoãn được người ta được. Chị là đẹp. Để cho bên kia tí nữa anh. Đấy, trên hình màn hình quý vị đấy là cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu.